Thời gian gần đây, rất nhiều nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đổ xô đi kinh doanh tiền điện tử hay còn gọi là tiền mã hóa, tiền ảo và thu lợi lớn từ các thương vụ chốt lời khi các đồng tiền tăng mạnh trong thời gian dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam chưa có khung pháp lý dành cho các hoạt động kinh doanh mua bán, quản lý loại tiền này. Vậy dưới góc độ của thuế, để xác định các cá nhân và doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh tiền ảo tương đối phức tạp và ít nhiều gây ra tranh cãi. Chúng ta có thể hiểu như sau, đối với cá nhân kinh doanh tiền ảo, kinh doanh mua vào và thực hiện việc bán chốt lời và có thu nhập từ việc kinh doanh này lớn hơn 100 triệu đồng một năm sẽ chịu 1% thuế thu nhập cá nhân và 2% thuế giá trị gia tăng. Đối với tổ chức kinh doanh tiền ảo, trong trường hợp các tổ chức có hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ chịu thuế hiện hành ở mức 20%, tương tự các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra thu nhập khác. Ngoài ra, tương tự các cá nhân kinh doanh thì tổ chức kinh doanh khi nắm giữ tài sản này sẽ chịu thuế nhà thầu 1% trên tổng giá trị mua vào theo từng lần khi thực hiện giao dịch nắm giữ các tài sản tiền ảo. Các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới xây dựng hệ thống để khai thác tiền điện tử hay còn gọi là đào, ví dụ như đào Bitcoin. Đối với các cá nhân thu nhập từ việc khai thác tiền ảo sau khi trừ đi các chi phí phục vụ công tác khai thác này có hóa đơn chứng từ đầy đủ mà có thu nhập lớn hơn 100 triệu đồng một năm sẽ chịu các loại thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Ngược lại, đối với tổ chức, đây được xem là hoạt động không liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, các chi phí đầu vào có thể đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định cũng sẽ không được xem là chi phí được trừ khi tính thuế. Do đó, toàn bộ thu nhập tạo ra từ việc khai thác tài sản này sẽ đánh thuế 20% theo quy định hiện hành. Hiện nay, hoạt động kinh doanh và đầu tư tiền ảo đang có nhu cầu rất lớn và hiện được rất nhiều cá nhân tổ chức tham gia. Tuy nhiên, do tính hợp pháp của tiền điện tử chưa được thông qua, có thể làm cho ngân sách nhà nước mất đi nguồn thu lớn từ hoạt động này.